màu đen chi hả? Màu đen chi với màu cuốn không? Bánh bèo là mình phải quất đậu xanh gì lên nữa đó hả chị? Nhìn hấp dẫn quá. Chị cho em hỏi quán mình ở đây là bán được bao nhiêu năm rồi chị? Bán 5 năm. Dạ. 5 năm. 5 năm. Bốn đời cả 5 năm. Cả 100 năm á hả? Wow. Là 4 đời luôn. Quán bánh bèo Mỹ Liên là đã tồn tại 100 năm rồi nghe mọi người. Nhà cũng đã 4 đời luôn. Ai tính tiền có điện lẻ kìa. Sao cô gọi? Một ơi. Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái quán bánh bèo Mỹ Liên ở tại Lấy Thiêu, Bình Dương nha cả nhà. Đây là quán bánh bèo Mỹ Liên có rất là lâu đời rồi, rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, toàn là xe hơi tới ăn không à. Đó mọi người thấy không, toàn là xe hơi tới ăn không à. Mà đa số khách ở đây ha, toàn là người Sài Gòn lên ăn không có cả nhà mình. Em cũng nghe những người bạn nói ở đây bán rất là ngon, cho nên hôm nay em sẽ đến quán này em ăn thử và em review cho mọi người xem như thế nào nha. Quán bánh bèo Mỹ Liên, khi mà mọi người tới ngay chân chỗ Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, mọi người hỏi là bánh bèo Mỹ Liên thì ở đây ai cũng đều biết hết cả nhà mình nha. Địa chỉ ở đây mọi người, em mới zoom đây nè. Địa chỉ ở đây là 188A Cách Mạng Tháng 8, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương nha cả nhà. Quán này thì nằm kế bên chỗ cháo dinh dưỡng Vinababy nè, mọi người tới đây là thấy liền. Nè cả nhà mình thấy không, những chiếc xe hơi ở đây mang toàn là mang biển số Sài Gòn không đó. À, đây chiếc xe này cũng mang biển số Sài Gòn đó nè. Ê mọi người, mặc dù là quán tuy nhỏ nhưng mà rất là đông khách nha cả nhà mình nha. Đây là toàn cảnh bên trong của quán bánh bèo Mỹ Liên nổi tiếng nhất ở Bình Dương là cả nhà mình nha. Đây là mọi người, đây là có cái menu bảng giá nè. Đây mọi người, nhân viên phục vụ ở đây đa số là mặc áo bà ba không nha. Chị cho em một bánh bèo nha chị. Cho em một dĩa bánh bèo. Đây là thau bì trộn của quán bánh bèo Mỹ Liên này cả nhà mình, nhìn hấp dẫn quá nè. Anh kia màu đen chi hả? Màu đen chi với màu cuốn không?
bèo là mình phải quất đậu xanh gì lên nữa đó hả chị? Nhìn hấp dẫn quá. Chị cho em hỏi quán mình ở đây là bán được bao nhiêu năm rồi chị? Cả trăm năm. Dạ. Cả trăm năm. Bốn đời cả trăm năm. Cả trăm năm hả? Wow, là bốn đời luôn. Quán bánh bèo Mỹ Liên là đã tồn tại 100 năm rồi nghe mọi người. Dạ cũng đã bốn đời luôn. Ai có tiền có tiền lẻ kìa. Sao cô gọi? Bố ơi. Hai diễn số 2 gì? Sao cô gọi? Hai hộp với 6 cuốn. Như là có chả giò. Có chả giò à? Mời rất là đông khách nha cả nhà mình. Đây là nem chiên nha cả nhà. Nem này thì một nếu mà mình ăn thì quán sẽ chiên lên là nem chiên. Dạ chị có thể cho em hỏi không, khi mà khách tới đây là thường hay ăn món gì nhất chị? Dạ em thấy ở đây thực đơn ở đây cũng đa dạng quá. Đây bỏ đi rồi mọi người ơi. Em mới vừa kêu một phần bánh bèo của em á, tí xíu em ăn rồi em review cho mọi người xem nha. Dạ chú cho hỏi ở đây mình đông khách nhất là vào lúc tầm khoảng mấy giờ chú ha? Thời điểm là 11 giờ đến 1 giờ. À 11 giờ trưa. 1 giờ trưa đó. Dạ. Rồi mọi người ơi, đây là một cái dĩa bánh bèo của em này nha. Đây, em đã đưa cái dĩa bánh bèo của em nè. Rồi bây giờ em sẽ ăn thử review cái bánh bèo Mỹ Liên ở Bình Dương cho mọi người xem như thế nào nha. Mọi người mình đây là chén nước mắm nè. Đây là chén nước mắm ở chỗ bánh bèo Mỹ Liên nè cả nhà mình. Rồi bây giờ em mời mọi người cùng ăn bánh bèo Mỹ Liên với em nha. Ngon không mọi người?
ngon. Rau ở đây là có dưa leo, rau thơm và xà lách sắc sợi nhỏ nhỏ ra nha cả nhà mình. Và bì ở đây á thì được làm từ thịt gà nha cả nhà mình nha, cho nên ăn rất là ngon, không có phải giống như là bì heo như mấy chỗ khác nó làm. Đây là bì gà nè em mọi người. Đây này cả nhà mình, đây là cái miếng gà đã xé sợi rồi nè nha. Chú cho hỏi ở đây mình bán là từ mấy giờ đến mấy giờ chú hả? 7 giờ sáng và 7 giờ tối. Dạ. Dạ. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Đúng là ngon thiệt. Cái bột bánh bèo ở đây đó, nó mềm mà nó béo béo, nó thơm lắm cả nhà. Không có giống như là bánh bèo ở những chỗ khác. Không có nhầm đâu. Em nghĩ là mọi người á nhìn cái dĩa này xong là muốn bay đến đây đến ăn liền luôn. Rất là ngon. Đậu xanh cũng ngon đó nha mọi người nha. Đậu xanh rất là mới, rất là béo. Hấp dẫn. Em đi rất là nhiều nơi rồi nhưng mà chưa có thấy chỗ nào mà bán bánh bèo mà ngon giống như ở cái quán này hết mọi người. Wow, hộp dĩa này là rất là nhiều mọi người nha. Nước mắm ở đây rất là đậm đà nha mọi người. Nước mắm ở đây á, là làm đúng vị nước mắm theo kiểu và truyền thống hồi xưa luôn á, cho nên rất là ngon. Một dĩa rất là nhiều, em ăn không hết luôn á. Em ăn gần hết rồi nè cả nhà mình. Ngon quá. Thank you.
Hội ơi, em xin kết thúc cái cuộc hành trình là review ăn bánh mèo Mỹ Liên tại đây nha mọi người. Giờ em sẽ quay tiếp cái xung quanh ở quán này cho mọi người xem nha. Con thấy cái hình của bà ngoại trên đó là thứ hai. À là đời thứ hai. Ngoại 100 tuổi rồi. Cái này hơn 100 năm rồi. Đây có cái hình nữa nè. Cái hình đó kỳ đó đi thi 99 á. À vậy hả chú? Thi lớn hơn còn trẻ á. Áo bà thi không á? Dạ đúng rồi, con thấy mặc áo bà ba xanh không nè. Chú thời còn trẻ là hình nào chứ? Cậu vậy là già nữa ha. Già là mắt tướng rồi. Dạ. Dạ. Tức là 20 năm. Cách đây 20 năm rồi. Rồi ở quán có lầu nữa, bây giờ mọi người cùng em đi lên lầu nha. Dạ. Đây bây giờ mọi người cùng em đi lên lầu nha. Dạ. Chú nhiệt tình quá mọi người ơi. Thấy mình quay phim cái chú đi lên đây để dẫn mình lên tư vấn cho mình biết quán không nè. Dạ. Đây em đã lên tới được ở trên lầu rồi nè. Thì cách bày trí ở trên lầu cũng giống như ở dưới đất vậy mọi người. Mà ở đây được có cái là em thấy có mấy cái bức tranh cổ lắm nè. Bức tranh cổ Cẩn Sở Cự luôn nha mọi người. Mình đi lên trên lầu 1 quá, thì khi mà mình ngồi ở trên lầu thì mình có thể ngắm được cái khung cảnh ở đường phố dưới này nha cả nhà mình nha. Ngồi trên đây rất là mát, ngồi trên đây mà ngay buổi chiều thì rất là mát, nhưng mà nếu mà mình ngồi ngay buổi trưa thì rất là nắng nha cả nhà. Dạ con chào chú. Chú làm ơn cho hỏi cái chú có phải là khách quen thường hay đến quán này không chú? Đầu rồi khách lên này hồi trước giải phóng luôn. Vậy hả chú? Ừ. Rồi coi chú ăn quán này là coi như là hồi đó cái quán này dạt các quán này là hồi xưa là coi như là nhà ngói, còn ở dưới coi thấp hơn mặt đường. Dạ. Hồi nay tôi già, tôi nay 66 tuổi rồi, xưa tôi ăn mới có mười mấy tuổi. Hả? Là chú là khách quen ở đây làm mấy chục năm luôn chú à? Ừ, 40-50 năm. Dạ. Mà chú ở Sài Gòn hay là chú? Sài Gòn. Chú là người Sài Gòn mà ăn ở đây là khách quen là 40-50 năm luôn. Ừ. Chưa rồi, hồi học sinh đó. Dạ. Cái này mình đi lên có tiếng
Dạ cảm ơn chú. Đấy. Cho nên là dù Mỹ Liên nào mà không cần biết ăn Mỹ Liên này thôi. À. Nói chung là chỉ ăn Mỹ Liên chi nhánh 1 thôi chú ha. Gốc tại đây luôn. 100 năm chú ha. Dạ con cảm ơn chú. Khi có mái tóc còn xanh bây giờ mái tóc nên dùng là bạc hai màu chú. Dạ. Nhớ Mỹ, nhớ bên bè Mỹ Liên cho nhớ cô tên Mỹ Liên nha. Dạ. Dạ chú vui tính quá. Dạ cảm ơn chú, chào chú. Dạ con chào cô. Cái Mỹ Liên là tôi phải đi chưa nó Bình Dương. Dạ. Bất cứ đi đâu đi lên thì Bình Dương mà chưa nó đây là chưa phải là Bình Dương. Dạ đúng rồi. Những ai mà tới Bình Dương mà không ghé bánh bèo Mỹ Liên thì chưa tới Bình Dương á. Vậy là không ghé là đúng quá. Chưa tới Bình Dương luôn á. Tới Bình Dương là phải ăn bánh bèo Mỹ Liên mới đúng là tới Bình Dương. Dạ chú, cho hỏi là bánh bèo là ở đây là mà mình tự làm ở nhà luôn hả chú? Bánh bèo thì cũng là từ gia đình làm từ hồi xưa tới giờ luôn. Từ xưa tới giờ luôn. Dạ. Là bì đồ nói chung là tất cả mọi thứ mình đều làm ở nhà hết hả chú? Dạ. Bởi vì con thấy cái bột của nó không có giống như ở ngoài bán. Không có không được gì đâu. Ví dụ một cái ngoài chợ thì ký gạo làm ra được 2 ký bèo, đây một ký gạo là tiền ký 2 ký 3 khác chợ. Dạ. Bởi vì chắc có lẽ đây là lý do mà quán mình rất là đông khách chú ha. Bán cái gì cũng mới hết thì chưa giờ giữ cái chất lượng hơn là cái số lượng, giữ chất lượng nhiều chất lượng. Dạ. Chưa giờ sao vậy vậy? Vậy là quán này là từ hồi thời ông cố, ông cô. Bà cố bây giờ. Từ thời bà cố tới giờ luôn hả chú? Đúng rồi. Ba đời. Dạ. Ủa chú, vậy là Mỹ Liên lại lấy tên của ai chú hả? À, người từ Mỹ người tên Liên. Bà về thì tên Liên, người từ Mỹ mới sang ra hồi nhỏ. Cáp vô đặt cái tên Mỹ Liên. À dạ. Người tên Liên, người tên Mỹ. À. Bà cố hồi chưa, bà đẻ con ra người tên Liên, người tên Mỹ đặt luôn. À. Bà mới người gái á. Dạ con hiểu rồi. Vậy là tên Mỹ Liên là tên của hai người con gái lặp lại là của hồi xưa. Dạ. Dạ cái người nó già hết rồi. Dạ đúng rồi. Chứ rồi quán này tồn tại hơn 100 năm là hồi đầu là bán sạp dính bắn bưng từ quán từ từ. À con hiểu rồi. Lúc đầu thì mình làm mình bán nhỏ gánh nhỏ thôi. Sau này khi mà mình làm ăn phát đạt á thì bà cố mới lấy cái tên là Mỹ và Liên là của hai người con gái nhập lại để đặt cái tên quán. Đây mọi người, đây là bánh bèo bì Mỹ Liên chi nhánh 1 nha cả nhà. Dạ chú cho hỏi, vậy là bánh bèo Mỹ Liên này mình có chi nhánh không chú? Có chi nhánh Mỹ Liên 2 trên kia cách đây cũng mấy trăm mét à. À dạ, vậy là Mỹ Liên 2 cũng ở Bình Dương này luôn. Luôn. Dạ. Dạ, vậy là mình chỉ có 2 chi nhánh thôi. 2 chi nhánh. Là Mỹ Liên 1 và Mỹ Liên 2 đó thôi. Cũng là ở lấy thì Bình Dương mình luôn. Không có một chi nhánh nào hết ở tất cả các tỉnh khác. Khách hàng dạ. Thường là mình cấp nhiều hơn. Chủ quán là nhiều hơn. Mấy cơ quan nhà nước ăn đây không ạ? À, dạ. Nãy giờ con vô con thấy toàn là khách ở Sài Gòn lên không á. Sài Gòn lên nhiều. Anh này cũng là mối đây mấy chục năm rồi nè. Anh là mối đây mấy chục năm rồi. Vậy á hả? Anh lên đây mấy chục năm rồi. Đây nè mọi người, chú này cũng là khách quen ở đây mấy chục năm rồi nè. Dạ chào chú. Dạ. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Đây mọi người, chiếc xe du lịch này mang biển số 51 ở Sài Gòn luôn mọi người nha. Đó, từ thành phố ăn cái gì á. Dạ. Đi lên ăn xong về chứ. Đi xa thì cũng đường xa lên ăn vậy á. Nói chung là tại vì họ cũng đã quen cái vị hồi xưa chú ha. Nên bây giờ mà có đi đâu đi chăng nữa thì cũng đâu có thay đổi được cái vị này. Đúng rồi, ráng giữ. Nhiều người ráng giữ. Dạ đúng rồi, nếu vậy là mình phải ráng giữ hơn cái trăm năm mà. Đột dễ nhất năm 99 á. Dạ, nãy giờ con vô con thấy mấy cái bằng khen dữ không à. Hạng A hồi xưa là cũng thuộc hạng nhất xuất sắc giờ chú ha. ABC và tức từ ABC là A là đứng đầu. Đồng giải. Dạ. Tấm tình làm xe nhập ở nước Việt Nam là do sở du lịch thành phố tổ chức năm 99. Dạ. Chú cho con hỏi rồi chú tên gì vậy?
À, đây kim mười mười đúng không ạ? À dạ, đây là chú Mười, là chủ quán ở đây nha cả nhà mình. Là đời thứ tư rồi nè. Rồi nói chung là quán ở đây thì đơn giản cũng có như vậy thôi cả nhà mình nha. Mà chủ yếu là ở đây là tự làm, tự cung, tự cấp chứ không phải là lấy từ ở ngoài chợ về nha cả nhà mình. Hôm nay em review quán bánh bèo Mỹ Liên, một nổi tiếng nhất ở Bình Dương. Cho mọi người xem tới đây thôi nha. Em xin hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Bye bye.